Thiên Hoàng xin chào tất cả các bạn. Các bạn vừa nghe phần 1 và phần 2 của Khu Trục Bọc Thây của tác giả Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Không biết là các bạn nghe thì cảm xúc như thế nào, nhưng riêng Thiên Hoàng đọc phần 1 và phần 2 thì thật sự Thiên Hoàng rất xúc động. Vừa xúc động vừa thương cho những chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ thì Thiên Hoàng xin mời các bạn nghe phần cuối của Khu Trục Bọc Thây. Chí nghiêng cánh rồi lật ngược chiếc tàu bay và đưa tay kéo cần gà về. Chí mớm nhẹ cần lái cho đầu phi cơ rớt xuống. Con tàu rơi xuống gần như thẳng đứng. Ở khoảng 8.000 bộ, hoa khói bắt đầu nở chung quanh tàu. Đủ mẹ bắn gì, sớm vậy mấy cha. Chí lẩm bẩm, rõ là quân thừa đạn bắn vãi. Chí tiếp tục cho tàu cắm xuống. Kia rồi, từ đằng xa, Chí nhận rõ được vị trí của ít nhất mười mấy cây phòng không. Tất cả đồng loạt nổ vang rền. Đủ mẹ, sao chúng nó lắm súng thế này. Những giây phút đối diện với tử thần thật là khủng khiếp. Thằng nào lái tàu bay mà nói coi phòng không giặc không ra gì là những thằng nói phét. Làm người ai lại không sợ chết? Tại sao lại phải phét lác nhỉ? Xuống thêm một chút nữa, Chí vẫn không nhìn thấy cây 100 ly đâu cả. Câu nói của ông trung đoàn trưởng bộ binh lại vang vang trong đầu chàng. Suy nghĩ 7 lần trước khi thả một trái bom. Không thể được, mình phải kéo tàu lên làm một vòng khác. Mấy cây 12 ly 7 nhí này không xứng đáng để lãnh bom của chàng. Chí tống hết ga, lướt tàu qua mục tiêu rồi kéo lên. Phòng không vẫn bám cứng lấy phía sau. Sao mai đây Thái Dương? Nghe năm, không thấy bom của một nổ. Có thả đâu mà nổ, không tìm thấy súng của chúng nó, thả uổng bạn ơi. Thái Dương hôm nay đánh lì quá, lúc nãy bạn xuống tôi thấy nó khạc lửa tưng bừng lên đó bạn. Để thằng hai xuống tôi quan sát thử coi. Dương lên vô tuyến, số hai vô. Dương nghiêng cánh nhào xuống như một cành lá. Trí quẹo ngược trở lại, đảo mắt quan sát, nhìn chúng nó bắn thằng số hai. Trí mới thấy xót ruột, vừa lớn vừa nhỏ ít nhất cả trăm khẩu. Phòng không chúng nó không những chỉ đặt trên ngọn đồi 982 thôi, ngay cả những ngọn đồi chung quanh nó cũng đầy những súng. Chiếc phi cơ của Dương như con thuyền nhỏ bé ngụp lặn trong một biển lửa hãi hùng. Nó kia rồi, cây 100 ly mà chàng đang tìm kiếm vừa khạc lửa ra dữ dội. Ông đã thấy rồi thì mày có chạy đằng trời. Dương xuống sâu thêm nữa rồi bấm rớt bom. Kéo lên, hai đóa hoa khói đen nở tung trên mặt đất. Sao mai là trời đất. Số 2 đánh trúng mấy cây phòng không rồi đó bạn. Số 1 thấy cây 100 ly của nó chưa? Thấy rồi bạn, số 1 vô lại đây. Miệng nói, tay Trí lật ngược tàu bay, lại cắm đầu xuống. Lần này Trí nhắm thẳng vào hướng cây 100 ly, cứ thế mà tới. Hình như chúng nó cũng biết đã bị lộ mục tiêu, nên khạc lửa lên rất dữ dội. Trí nhìn thấy những viên đạn lửa bay lên, tưởng như cắm thẳng vào mặt mình, nhưng khi đến gần thì lại biến mất. Và tiếng nổ mới là khiếp đảm. Tiếng nổ phát ra từ họng súng đang chĩa thẳng vào người mình, khác hẳn bất cứ một loại tiếng động nào khác trên thế giới này mà chàng đã nghe được. Nó lạnh, sắc, khô và rờn rợn. 6.000 bộ, Trí biết mồ hôi trán mình toát ra đầy trong nón bay. Chàng còn biết là có vài viên đạn đã ghim vào thân tàu. Mặc kệ, mày sinh Bắc tử Nam thì tao sinh Nam chôn sống mày. Tiếng sao mai la chói lói trong tần số. Thái Dương 22, bạn xuống thấp quá bạn ơi, nguy hiểm lắm. 5.000, Trí bấm rớt bom rồi nghiến răng kéo phi cơ lên. Tốc độ quá cao, cả người chàng bị một tảng đá nặng nghìn cân đè dính vào ghế. Trí nghe tiếng nói của người phi công L-19. Đẹp quá bạn ơi, nhưng hụt mẹ nó rồi. Chưa lấy hết cao độ, nhưng Trí đã muốn nhào xuống trở lại ngay. Chàng bung ra một tiếng chửi thề trong bụng. Đủ mẹ, công dã chàng. Chàng bấm máy. Hai đây một, nghe năm. Ông thấy cây 100 ly của nó không? Thấy. Pass cuối cùng, ráng làm đẹp đi. Ok, Ron. Dương nghiêng cánh chúi mũi xuống. Lại một lần nữa, Trí căm phẫn, nhìn những tràng đạn của quân thù bắn lên như muốn xé cả bầu trời ra hàng trăm mảnh. Chàng cứ suy nghĩ và không hiểu sao chúng nó chuyển được hàng núi súng vào đây được.
Số 2 vừa kéo tàu lên, Trí biết ngay là Dương đánh không trúng. Chúng nó bắn rát quá, làm sao thả bom cho chính xác. Trí mím môi, nghiêng cánh vào thử một lần chót. Quái lạ, từ lúc cất cánh đến giờ, Trí mới để ý là văng vẳng trong nón bay có bài hát Tiến Quân Ca, như đến từ một cõi vô hình. Này bao hùng binh tiến lên, bờ cõi vang lưng câu quyết chiến, bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành, quân Việt Nam đem hồn non nước xây thành. Lần này, với một quyết tâm trong đầu, Chí bình thản lượn chiếc phi cơ hầu như thẳng góc xuống mặt đất. Dù đã cắt hết ga, chỉ trong phút chốc, tàu đã đạt đến tốc độ tối đa, gió ép vào thân tàu, làm cặp cánh như uốn cong lên. Đến 6.000 bộ, Chí hơi kéo nhẹ nhẹ cần lái, tàu hơi chếch mũi lên, tốc độ giảm vừa đủ để Chí đưa cây 100 ly của giặc vào đường nhắm. Có tiếng la hốt hoảng của Sao Mai trong nón bay. Thái Dương 22, bạn xuống thấp quá, coi chừng. Nhưng Chí đâu còn nghe thấy gì nữa. Ở gần 400 dặm một giờ trên vùng địch, giữa những làn đạn thù nổ chung quanh, người phi công không còn nghe thấy gì ngoại trừ tiếng gọi của non sông và trách nhiệm. Phi cơ chàng cứ nhắm cây súng mà vùn vụt lao tới như một mũi tên sắt. Trời đất như trở thành mờ ảo ở chung quanh. Cuối cùng thì nó cũng nằm trên đường bắn của chàng. Chí bấm rớt bom, tống hết ga và kéo phi cơ lên. Cú này không trúng, không ăn tiền. Chàng thoáng nhìn thấy nhiều bộ đồ kaki Nam Định từ trong ổ súng bỏ chạy loạn cào cào. Vừa bốc tàu lên, Chí đã nghe được hai tiếng nổ liên tiếp và tiếng hò reo vui mừng của Sao Mai 10. Xong rồi, Thái Dương 22, xong rồi. Đủ mẹ, thật là sướng hơn chơi. Chí ôm cần lái sát vào bụng. Người chàng bị áp lực như đè lún sâu vào trong ghế ngồi, nhưng lòng chàng lâng lâng, một niềm cảm khoái vô bờ bến. Số 2, không bỏ phí một giây đồng hồ nào, lật ngửa tàu bay, cắm đầu thẳng xuống như một chiếc lá tre để tiếp tục trò chơi giang dở. Có qua có lại, cuộc tranh hùng bắt đầu trở hào hứng. Kể từ giây phút này, Chí mỉm cười. Ai bảo đi bay là khổ, đi bay sướng lắm chứ. Lấy được một chút cao độ, Trí xoay đầu nhìn lại tác phẩm của mình. Một cục lửa lớn cháy bùng lên, khói đen bốc cao thành từng cụm. Trí đang quan sát Dương, thì nghe được tiếng gọi của hợp đoàn trực thăng. 1C, NC, 12 Slick và 4 Gunship đang xình xịch bay tới. Trí cảm thấy yên bụng khi thấy Dương kéo tàu lên. Thêm 2 ổ phòng không, bị bứng, mất gốc. Tốt! Chúng nó chỉ còn mấy cây 12 ly 7 lẻ tẻ này, làm sao mà bắn lại minigun của gunship, thua là cái chắc. Dương đã kéo tàu lên, vào hợp đoàn trở lại với Trí. Hết bom rồi, coi như nhiệm vụ đã xong. Nhưng Trí vẫn chưa muốn đi về. Phi vụ cuối cùng thật hào hứng nhưng ngắn quá. Trí muốn kéo dài thời gian ly biệt này để được gần gũi với người bạn già càng lâu càng tốt lần cuối cùng. Dương hiểu ý Trí. Cho tàu bay vào thật sát bên người phi tuần trưởng, sát đến độ nếu rờ tay ra, Dương có thể chạm vào cánh bay của Trí. Trong phòng lái phi cơ, Trí như một chàng dũng sĩ trên yên ngựa, bách thắng của mình. Lúc nãy, nhìn những tràng đạn thù bắn lên, ít ai có thể tưởng tượng được chiếc phi cơ sẽ còn nguyên một miếng. Vậy mà không có một viên đạn nào trúng tàu mới tài. Trí lượn những vòng tròn lớn phía trên ngọn đồi, đưa mắt nhìn xuống hợp đoàn trực thăng đang nối đuôi nhau tiến tới. Ủa, sao chúng nó không bay thẳng vào đỉnh đồi mà lại bay ngược lên hướng bắc làm gì kìa? Bọn chuồn chuồn chấm lộn tọa độ chăng? Nhưng rồi Trí nghĩ ra liền, ra là mấy anh bay như vậy để đánh lạc hướng địch quân. Xuất kỳ bất ý, làm cái quẹo gắt, rồi rớt gọn gàng xuống đỉnh thì ai mà biết được. Hay lắm hay lắm, quả đúng là ôi phi công danh tiếng muôn đời. Trí xuống 8.000 bộ, Dương bám sát phía sau, đánh những vòng lớn ngay trên mục tiêu. Địch quân trên đồi 982 hình như đang bối rối vì tiếng động cơ trực thăng xuất hiện bất ngờ. Phòng không bắn đã thấy rời rạc, cú này cho chúng mày đi theo bác luôn. Bỗng Trí nảy ra một ý tưởng ngộ nghĩnh, chàng bấm máy hỏi Dương. 2D1, nghe 5, phi vụ cuối cùng rồi, ông muốn xuống dưới đó ngao du một vòng không? Sợ thằng Tây nào mà không xuống? Xuống để coi thử phòng không chúng nó bắn hay tới cỡ nào.
Ông nhớ bám cứng theo tôi nha. Trí gọi máy cho Sao Mai thông báo mình sẽ xuống thấp để quan sát một vòng. Phi công L-19 có lẽ đang bận rộn điều chỉnh pháo cho bộ binh nên không có ý kiến. Trí nghiêng cánh và đạp bàn đạp cho tàu trượt xuống. Hàng chục đóa hoa khói vây lấy con tàu này. Dương bám theo cứng ngắc như nhựa đường. Thằng này bay hay thật, không thua gì pilot Navy. Trí thầm nghĩ, Trí cứ để cho tàu trượt xuống, rơi mãi cho đến gần sát ngọn cây mới lấy thăng bằng lại. Thấp như thế này thì mấy chú có muốn bắn cũng không biết đường đâu mà mò. Nhìn thiên hạ ở độ cao trên ngọn cây coi thấy rõ ràng quá. Phi cơ chàng lướt qua trên những hàng cây dày đặc bằng một tốc độ nhanh như hỏa tiễn. Dưới cánh chàng thỉnh thoảng là hình ảnh của những giao thông hào và hầm hố cá nhân, không hiểu của ta hay của địch, lướt qua thật mau. Trí lượn một vòng ra quốc lộ, nơi phe ta vừa mớm được một tí ở chân đồi. Đây rồi, mấy ông bộ binh đang đánh nhau tưng bừng, cũng phải ngạc nhiên giở nón sắt nhìn lên hai chiếc khu trục bay sát ngọn cây, chơi trò chơi táo bạo. Lượn đến vòng thứ ba, Trí mới có một ý niệm về tình hình bên dưới. Quân ta vừa hùng hổ xung phong lên, không biết lần thứ mấy, sau một loạt pháo mở đường. Hình như họ muốn đánh lạc hướng để hợp đoàn trực thăng có thể vào đáp bất ngờ. Trí nghe tiếng CNC vừa chỉ thị cho hợp đoàn trực thăng đổi hướng, bay thẳng vào mục tiêu. Trí thoáng nhìn những cây 12 ly 7 từ trên cao, chĩa nòng xuống nổ giòn giã vào những người lính của sư đoàn 23 bộ binh. Còn 300 viên cà nông để làm gì? Trí gọi máy cho Dương, bảo mở nút cà nông và chuẩn bị tấn công. Chàng ước lượng mấy con chuồn chuồn phải ít nhất 10 phút nữa mới đến mục tiêu được. Dư sức cho chàng cùng Dương làm vài strapping pass. Trí lắc cánh, Dương hiểu ý, nới rộng khoảng cách để chuẩn bị cho trò chơi mới. Hết vòng thứ tư, Trí quẹo ra xa để chuẩn bị một đường bắn dài. Dương làm một vòng lớn hơn ở phía sau. Bỗng chàng kinh ngạc suýt reo lên một tiếng. Cặp mắt thần của người phi công khu trục vừa thoáng nhìn thấy một đám bộ đội bu quanh cây súng ở ngọn đồi kế bên, ngọn đồi 982. Cây súng lớn lắm, không biết là bao nhiêu ly, với cái nòng dài thòng lòng. Tiền sư chúng nó giấu kín như thế này thì tàu bay nào mà kiếm ra được. Trí thấy toát mồ hôi lạnh, rõ ràng là chúng nó giấu súng ở đây để yểm trợ cho ngọn đồi 982. Từ cao điểm đó nếu chúng nó bắn thì nãy giờ chắc chàng và Dương đã rụng từ lâu rồi. Vậy tại sao nãy giờ chúng nó không bắn mình kìa? Trí thắc mắc. Trí bấm máy báo cho Dương. Ông ở ngoài này chờ tôi một chút, rồi bất thình lình đổi mục tiêu. Lấy cây cao xạ vừa nhìn thấy làm chuẩn, quẹo một vòng tròn lớn chung quanh đó. Cha con chúng nó đang hì hụp quay nòng xuống hướng về phía đỉnh ngọn 982. Chàng có thể nhìn thấy rõ hai ba thằng xạ thủ cầm mấy cái tay quay, quay lấy quay để. Đủ mẹ chúng mày, muốn quay súng để bắn ông sao? Câu chửi thề vừa dứt thì Trí biết ngay là mình lầm. Tàu bay khu trục mà hết bom thì cũng như con rắn không có nọc. Chỉ có nước đi bay duyệt binh cho đẹp. Chúng nó đâu thèm bắn. Bọn khát máu này đang quay súng để chờ đón một món mồi ngon hơn gấp ngàn lần hai chiếc khu trục. Già nua ốm yếu. Một hợp đoàn trực thăng mười mấy chiếc với hàng trăm chiến sĩ trinh sát tinh nhuệ nhất của sư đoàn 23 bộ binh. Trí quẹo tàu trở ra, thầm cảm ơn trời đất. Chàng ráng bình tĩnh để suy nghĩ thật mau những gì mình phải làm. Trước hết, Trí có thể gọi máy cho CNC để kêu họ cho hợp đoàn trực thăng thôi đáp, chở lính về nhà. Không được, quân lực Việt Nam ít khi nào làm như vậy. Dù ngay cả khi biết rằng đi là chết. Hơn nữa, nếu bỏ về thì chừng nào cờ ta mới cắm được trên ngọn 982 đồi. Và chưa chắc đã còn xăng để làm chuyến thứ hai. Hoặc chàng có thể gọi cho Sao Mai biết để hắn xin pháo binh hỏa tập. Dẹp chuyện này đi, mấy ông nội bay tuốt trên mây xanh làm sao điều động pháo kịp. Hợp đoàn trực thăng lại đang sình sịch, tống hết ga bay vào. Phải nghĩ ra cách nào để xóa họng cây súng này, liền lập tức trước khi đại họa xảy ra. Một lần nữa, văng vẳng trong nón bay của Trí, bài tiến quân ca lại vang lên, lần này nhịp nhàng dồn dập. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là mang mối thù thiên thu. Xong rồi, Trí đã có quyết định. Trận này thắng hay bại là do Trần Anh Trí này đây.
Chàng nghiến răng tống hết ga, vừa quẹo vừa kéo tàu lên để chuẩn bị tấn công. Nhưng người phi công khu trục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với mấy ngàn giờ bay vừa phạm phải một lỗi lầm nặng quá. Ở những nơi mà phòng không kèm cứng một rừng như vậy, ngoại trừ những khi tấn công, một là bay thật thấp hoặc là bay thật cao, ai lại kéo tàu lên đưa cái bụng trắng hếu cho chúng nó tập bắn bao giờ? Cái chuyện căn bản này thằng phi công mới ra trường cũng biết, nhưng trí quên mất. Tàu vừa quẹo lên được vài ngàn bộ thì trí nghe hàng loạt đạn chát chúa của ít nhất một chục cây súng nổ lên giòn giã. Trí biết là mình vừa phạm một lỗi lầm không thể nào tha thứ được. Tàu bị trúng đạn nặng lắm, và chính chàng cũng thấy đau nhói nơi ba sườn. Trí chưa bao giờ bị đau như vậy trong đời mình. Phản ứng tự nhiên của người phi công gần 10 năm bay bổng, bàn tay Trí ôm cần ga đẩy mạnh tới, và đồng thời tay kia đè mũi con tàu xuống và lộn một vòng tránh đạn. Khốn nạn thay, mấy chục cây súng quái ác kia vẫn bám cứng chàng như sam. Trí nhận thêm vài chục viên nữa. Có tiếng la hốt hoảng của Dương trong máy. Một hai đây, nghe không trả lời. Ngay lúc đó, khi hai chiếc gunship đang xình xịch bay vào, vừa cách mục tiêu độ 5 dặm, thì một tràng đạn từ cây súng bí mật giấu ở sườn đồi bên cạnh nổ lớn lên nghe khủng khiếp. Đạn đạo này chúng nó đã nghiên cứu và lồng khung bao nhiêu ngày nên bắn làm sao chật được. Loạt đạn nổ chưa hết, đã thấy một chiếc gunship bốc cháy bùng lên như bó đuốc, cắm đầu xuống. Chiếc kia hốt hoảng cho tàu rớt xuống theo để mong tránh tràng đạn. Mấy cây minigun cũng trả đũa như mưa, nhưng đâu có thấm thía gì. Chúng nó giấu súng trong hầm trong hố làm sao đạn của minigun lách vào nổi. Hợp đoàn đổ quân từ phía sau vẫn chưa biết tai họa đang chờ đợi mọi người, đang xếp hàng dọc xinh xinh quẹo vào. Hai chiếc gunship còn lại của hợp đoàn đang hùng hổ bắn phá trên ngọn đồi 982. Hình như chưa ai biết những gì đang chờ đón họ ở cao điểm kế cận. Giây phút quan trọng và hãi hùng nhất của cuộc đổ quân đã bắt đầu. CNC L-19, pháo binh và bộ binh gọi nhau trên tần số nghe loạn xạ. Không hiểu tại sao trong giây phút mà ai cũng căng thẳng tột cùng đó, dù tàu vừa bị trúng đạn, Trí thấy bình thản lạ thường. Chìa khóa của cuộc đổ bộ ngày hôm nay là cây phòng không quái ác kia. Khóa họng được nó là thành công, bằng không thì có vào cả sư đoàn cũng chết nữa, nói gì một hợp đoàn lẻ. Hợp đoàn trực thăng bây giờ đã bay gần đến nơi phòng không lồng khung của chúng nó lắm rồi. Trễ một chút là từng chiếc một của hợp đoàn sẽ rụng như sung chín cho mà coi. Trí xuống thấp được một chút, không có thì giờ kiểm soát phi cụ và tình trạng tàu, quẹo lên thật gắt, mở nút cà nông nhắm cây cao xạ lao tới. Bây giờ thì cả bầu trời biến thành một biển lửa. Ra là bọn chúng nó đã bố trí sẵn súng để yểm trợ lẫn nhau. Mình nhắm thằng này thì thằng kia ở phía đối diện bắn sang, đánh thằng kia thì thằng này bắn tới. Đạn đan kín cả bầu trời. Trí vẫn nghiến răng lao tới như một con thuyền giữa cơn bão. Nhìn thấy mục tiêu, chàng bóp cò, kéo một tràng cà nông dài từ phía ngoài vào tới tận cây súng rồi quẹo tàu lên. Ngay lúc ấy, Trí bỗng nghe một tiếng nổ to khủng khiếp trong phòng lái, như sét đánh ngang tai. Mặt chàng như bị ai đấm vào một trái thôi sơn. Cặp mắt Trí nhắm tít lại theo phản ứng tự nhiên. Khi mở ra, Trí nhận ra kính phòng lái đã vỡ nát, gió, khói và dầu của tàu bay ùa vào khắp nơi trong phòng lái. Chàng chỉ còn thấy mờ mờ, nhưng trí óc thì minh mẫn vô cùng. Phải thoát ra khỏi nơi này cái đã, rồi sẽ nhảy dù. Chàng kéo tàu lên, nhưng quái lạ, sao mà cần lái lại trở nên nặng nề thế này? Dù đã dùng hết hai tay mà kéo, con tàu chỉ lơ lửng lướt qua mấy đỉnh ngọn cây. Hơn ai hết, trí biết chàng đang bay trên một vùng núi non trùng điệp. Nếu không kéo lên kịp, thì tàu sẽ đâm vào núi. Mà con mãnh hổ của chàng như bị thương nặng quá rồi, nhất định không thèm lên nữa. Trí đành nghiến răng đạp hết bàn đạp trái và nghiêng hết về bên trái. Chiếc A-1H quẹo sát ngọn cây, cánh phi cơ móc theo một mớ lá. Trí lại nghe tiếng la hốt hoảng của Dương trong máy. Một đây hai, tàu của một bốc khói rồi, nhảy đi. Nguy hiểm nhất là chàng không biết mình đang ở đâu và ở cao độ nào. Trí bấm máy tính hỏi Dương, nhưng radio không còn làm việc được nữa.
Đó là lần cuối cùng chàng nghe được tiếng gọi của Dương. Kể từ giây phút này, Đại úy Trần Anh Trí đơn độc một mình trên bầu trời, không liên lạc được với ai và không biết mình ở đâu. Mắt mình sao mờ vậy kìa? Trí đưa tay lên dụi và nhận ra là mặt mũi tay chân toàn những máu là máu. Máu ướt đẫm bộ găng tay, máu trong nón bay, máu trong microphone. Càng dụi càng không thấy đường. Thế này thì đành phải nhảy dù ra vậy. Vĩnh biệt người bạn già thân thiết. Chẳng còn gì để suy nghĩ nữa. Phải nhảy ra ngoài trước khi tàu đâm vào núi hay nổ tung trên trời bởi đạn phòng không. Có thể mình sẽ nhảy ngay xuống đầu địch và sẽ được đi du học Bắc Việt. Nhưng ít nhất, xuống dưới đất còn có hy vọng sống để lập kế thoát hiểm. Trí thò tay xuống nắm chặt cần thoát hiểm và kéo mạnh. Không thấy gì. Trí kéo lần nữa và lần nữa cũng chẳng thấy gì. Tiền sư hỏa tiễn bắn ghế thoát hiểm ra ngoài đã tịt ngòi nó từ đời nào rồi. Vậy là hết. Chàng bị kẹt cứng trong phòng lái, không biết mình bị thương ở đâu. Mắt không thấy đường và con tàu chỉ bay nghiêng mà không bay lên được. Lần đầu tiên Trí nghĩ đến cái chết. Đời người trước sau ai cũng một lần chết mà. Điều quan trọng là cái chết của mình có hữu ích cho gia đình, cho tổ quốc, cho tha nhân hay không kìa. Chàng nhận ra là mình đã bay nghiêng như vậy được gần một phút đồng hồ mà không đụng núi. Với độ nghiêng này, một phút đồng hồ là đủ để làm thành một vòng tròn. Sách hình học ngày xưa dạy rằng quỹ tích của những điểm cách đều một điểm cố định sẽ là vòng tròn, mà điểm cố định là tâm. Sách cơ học phi hành dạy rằng nếu quẹo một phi cơ và giữ mãi ở một độ nghiêng cố định, phi cơ sẽ làm một vòng tròn và quan trọng nhất sẽ trở về điểm khởi hành. Vấn đề quan trọng là chỉ sợ phi cơ phát nổ trước khi chàng trở về điểm khởi hành. Trí bỗng tìm ra đáp số cho số mạng của mình và cây súng phòng không khốn nạn kia. Ông sẽ lao nguyên chiếc phi cơ này vào chúng mày, coi thử còn bắn được không cho biết. Dù chỉ thấy đường lờ mờ, Trí biết là nếu mình giữ được tàu ở một độ nghiêng cố định, mình sẽ trở về được điểm khởi hành, tức là điểm có cây cao xạ của chúng nó lúc chàng vừa kéo tàu lên. Bằng cảm giác, Trí giữ cho tàu quẹo ở một độ nghiêng, không thay đổi. Con cọp già vẫn gầm gừ đều đều, không có dấu hiệu gì, sẽ bị phát nổ bất ngờ. Nhưng ai biết được, có thể giây phút đồng hồ tới nó sẽ thay đổi. Giữa cảnh bi đát thê lương đó, tự nhiên lòng Trí thấy thanh thản vô cùng. Thanh thản như lần đầu tiên được lái máy bay đi solo, rong đuổi con tàu một mình trong vùng trời thênh thang im vắng. Nếu lấy cái chết của Đại úy Trí để thế cho mấy trăm cái chết của các anh em bộ binh và trực thăng thì mình lời chán. Từ những ngày bắt đầu bay khu trục, Trí chưa bao giờ phục hay thích cái hình ảnh đâm tàu bay vào mục tiêu để tự sát của các phi công Nhật. Chàng cho như vậy là bất trí và dã man. Nhưng trong hoàn cảnh này, mình đã chiến đấu hết sức để làm tròn bổn phận, để làm mọi cách để sống còn, nhưng không được, thì sự lựa chọn đâm cả phi cơ vào chúng mày là một quyết định can đảm và sáng suốt, không phải là một cuộc tự sát điên cuồng. Khi quẹo đến vòng thứ hai, nhờ chút nhãn quan lờ mờ và tiếng nổ to lớn dị thường phát ra từ họng cây súng vĩ đại, Trí tìm được vị trí của nó ngay. Nhìn thấy là mắt Trí long lên sòng sọc, mắt tóe lửa ra, uất hận thấu trời. Bọn khốn nạn, chúng mày đem quỷ thuyết ngoại bang về đầu độc dân tộc, đem súng đạn ngoại bang về tàn phá và giết chóc đồng bào anh em, đã biến cả một nửa quê hương thành một địa ngục tăm tối trần gian. Chúng mày chưa biết hối hận hay sao mà còn muốn nuốt thêm cả mảnh đất thân yêu còn lại này. Tội lỗi này của bọn chúng mày biết mấy dòng sông mới rửa cho sạch. 4.000 năm dựng nước của dân tộc, có bao giờ đất nước lại lầm than và khốn nạn như thế này chưa? Tao chỉ tiếc lãnh đạo miền Nam yếu hèn để đến nỗi quê hương gấm vóc phải tả tơi như thế này, và số mạng tao nửa đường đứt gánh. Nhưng Trần Anh Trí này chết đi thì vẫn còn 100.000 Trần Anh Trí khác sẵn sàng đem máu đào ra để bảo vệ mảnh đất này. Chẳng còn gì để suy nghĩ và tiếc nuối nữa. Ai rồi cũng một lần chết. Được chết mà lấy xác khu trục bọc thân mình như ngày xưa người ta lấy da ngựa bọc thây là một vinh hạnh của người chiến sĩ. Đời người mấy ai được chết như thế. Trí nghiến răng, thét lên một tiếng kêu bi ai rùng rợn, rồi lật úp tàu bay, cắm đầu thẳng xuống, nhắm cây phòng không đang nổ giòn giã, lao tới. Làm sao chật được?
tuy nhãn quan bị giới hạn, nhưng trước khi phi cơ đâm vào ổ súng, Trí còn thấy thật rõ ràng mấy thằng lính bộ đội xâm lược hoảng hốt bỏ chạy, lấy thân khi chiếc phi cơ lao tới. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khi chiếc Sky Raider A1H cắm đầu xuống ổ súng. Bụi và khói bốc lên cao đến nỗi từ dưới chân đồi 982, các chiến sĩ của trung đoàn 45 bộ binh, ai ai cũng nhìn thấy rõ. Trên cao, bất kể phòng không, chiếc A1 còn lại đánh những vòng tròn dài nặng nhọc chung quanh đám bụi đất điêu tàn. Giữa những tiếng súng nổ, tiếng pháo rớt, tiếng cánh quạt trực thăng vừa đáp trên đỉnh đồi, tiếng động cơ lẻ loi của chiếc khu trục đơn độc trên bầu trời, nghe u buồn và ai oán, như tiếng tru thảm thiết của một con diều hâu khóc bạn. 16 giờ chiều ngày hôm đó, đúng như lời hứa, Trung tá Trung đoàn trưởng Trung đoàn 45 bộ binh đáp trực thăng, đặt chân lên ngọn đồi 982 để gắn lon đại úy cho Trung úy An, đại đội trưởng đại đội 45 trinh sát. Trận này dù hiếm xăng hết đạn, quân ta đã thắng lớn, xác chúng nó nằm dài dài khắp nơi. Nghe chuyện khu trục bọc thây, tác giả Cao Giang Nam đã làm một bài thơ gửi cho nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị như sau. Tiếng khu trục gầm vang trời đất, cánh quạt quay bần bật giữa trời, phi công danh tiếng muôn đời, giữ gìn non nước rạng ngời trời Nam. Giang rộng cánh nguyện làm chiến mã, phi giữa làn địch nã phòng không, ung dung bay lượn mấy vòng, bổ nhào rồi lập chiến công vang lừng. Nam chinh chiến cũng từng bắc phạt, giết giặc thù ồ ạt xâm lăng, ngàn phi vụ cũng nhọc nhằn, cuối đời gãy cánh nguyện ngăn quân thù. Như sử sách chinh phu ngày xưa, tử xa trường ra ngựa bọc thây, anh hùng xa giữa trời mây, mượn thân khu trục bọc thây giữa rừng, niềm kính phục rưng rưng ngấn lệ, thương cho người quốc vệ vong thân. Cũng là vì nước vì dân, trời Nam nằm xuống, lửa dâng ngút trời. Người đã khuất đời đời ghi dấu, tiếng anh hùng chiến đấu hy sinh, sống trong trời đất điêu linh, cưỡi tàu khu trục một mình sông pha. Cao Giang Nam, ngày 27 tháng 10 năm 2015. Các bạn vừa nghe xong phần cuối Khu trục bọc thây của Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác.